Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin Top News cùng với Duy Khang và Thi Nhung. Chúng tôi xin phép quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí. Thưa quý vị, Việt Nam cần được đưa trở lại vào danh sách CPC. Việt Nam là một trong những nước vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo và nên được chính phủ Hoa Kỳ đưa vào một danh sách các nước cần được quan tâm đặc biệt về tôn giáo, theo báo cáo năm nay của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Báo cáo hàng năm của Ủy hội độc lập và lưỡng đảng này của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ ghi nhận những vụ vi phạm tự do tôn giáo và tiến bộ ở 28 nước, trong đó có Việt Nam, đồng thời đưa ra khuyến nghị với chính phủ Hoa Kỳ. Việt Nam năm nay tiếp tục bị xếp vào nhóm 1, bao gồm các nước mà ở đó chính phủ thực hiện hoặc dung chấp những vụ vi phạm tự do tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng. Nghĩa là những vi phạm này có tính hệ thống, đang tiếp diễn và hết sức tệ hại. Ủy hội nói rằng Việt Nam cần được định danh là nước cần được quan tâm đặc biệt CPC về tự do tôn giáo về những vi phạm đó, một danh sách từng có tên Việt Nam cho đến năm 2006. Danh sách này hiện bao gồm Ả Rập Saudi, Eritrea, Iran, Myanmar, Sudan, Tajikistan, Triều Tiên, Trung Quốc, Turkmenistan và Uzbekistan. Thưa quý vị, không quân Hoa Kỳ huấn luyện gần ở Biển Đông. Các phi cơ ném bom B-52 của Hoa Kỳ đã tiến hành tập huấn ở khu vực gần Biển Đông và đảo Okinawa phía nam Nhật Bản. Đây là thông tin mà không quân Hoa Kỳ cho biết ngày 27 tháng 4. Báo chí Trung Quốc cho rằng động thái này có liên quan đến các cuộc tập trận ở Trung Quốc ở gần Đài Loan. Hãng tin Reuters trích dẫn nguồn tin từ không quân Hoa Kỳ cho biết nhiều phi cơ B-52 cất cánh từ căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam ở Thái Bình Dương đã bay ngang qua khu vực gần Biển Đông. Cuộc tập huấn đã được truyền thông Đài Loan tường thuật vào ngày tuần này, cho rằng đây có thể là một cảnh báo từ Hoa Kỳ đối với Trung Quốc sau khi Bắc Kinh tăng cường hiện diện quân sự xung quanh Đài Loan, hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh luôn tuyên bố là thuộc về Trung Quốc. Tại cuộc họp báo ngày 26 tháng 4, khi được hỏi về các phi cơ ném bom của Hoa Kỳ, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm chỉ nói rằng các lực lượng vũ trang Trung Quốc đang kiểm soát được tình hình và sẽ luôn bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nghị sĩ Canada hy vọng kiến nghị Biển Đông sẽ khiến cho Việt Nam hành động. Sau khi Thượng viện Canada thông qua kiến nghị chỉ trích cách ứng xử leo thang thù nghịch của Trung Quốc trên Biển Đông, Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải cho hay rằng ông hy vọng bản kiến nghị sẽ khiến cho Việt Nam thức tỉnh và hành động. Bản kiến nghị do Thượng nghị sĩ gốc Việt thuộc đảng Bảo thủ Bảo trợ đã được Thượng viện Canada thông qua vào hôm 24 tháng 4 với tỷ lệ là 43 trên 29 phiếu. Kiến nghị được đưa ra từ năm 2016, tuy nhiên chỉ mới được thông qua sau 2 năm tranh luận tại Thượng viện. Trong kiến nghị, Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải muốn rằng Canada đóng một vai trò chủ đạo trong vấn đề thúc giục các quốc gia tranh chấp trong vùng Biển Đông phải công nhận luật pháp quốc tế và chấm dứt mọi hành động làm leo thang, tranh chấp nhằm để bảo vệ nền an ninh trong vùng Biển Đông. Một ngày sau khi bản kiến nghị được thông qua, Trung Quốc đã lên tiếng phản pháo và nói rằng kiến nghị không có tính ràng buộc của Thượng viện Canada, kêu gọi chấm dứt các hành động của Trung Cộng trên Biển Đông là vô trách nhiệm và sẽ khuấy động rắc rối. Tìm hai cốt quân nhân Hoa Kỳ sau chiến tranh đang phải chạy đua với thời gian. Ông Kelly McKeeler, giám đốc cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, hôm 27 tháng 4 cho biết khoảng 1.600 quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng trong cuộc chiến Việt Nam đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Trong số này có khoảng 1.200 trường hợp là nằm lại ở Việt Nam, số còn lại thì ở Lào, Campuchia và cả Trung Quốc. Theo số liệu của cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, gọi tắt là DPAA, DPAA đã hoạt động tại Việt Nam trong suốt hơn 30 năm qua, trước khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao hồi năm 1995. Ông Kelly McKeeler nói tổ chức của ông hiện đang phải chạy đua với thời gian. Nhiều hài cốt vẫn nằm trong các vùng địa hình rừng núi xa xôi hoặc ở các vùng đất bị sang đi để làm xây dựng các khu trung tâm thương mại hoặc là các tổ hợp căn hộ tại Việt Nam. Ông Kelly cũng nói không thể ước tính được việc tìm kiếm hài cốt binh lính Mỹ trong khu vực sẽ còn mất bao nhiêu thời gian và có hàng trăm trường hợp bị coi là sẽ không thể tìm thấy. Trong khi đó, thì Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cho hay không một viên thuốc ung thư giả được bán. Ngày 27 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến đã trả lời nhiều câu hỏi của đại biểu Quốc hội Lâm Đồng, ông Nguyễn Tạo, về vụ án VN Pharma làm giả hồ sơ nhập khẩu thuốc Age Capita 500mg chữa ung thư.
Ông Tạo đã quy trách nhiệm của Bộ trưởng và những người có liên quan đến công ty VN Pharma nhập thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ vào Việt Nam, tiêu thụ bằng hàng loạt giấy tờ giả. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đã bác bỏ thông tin cho rằng người của đơn vị cấp phép tham gia hội đồng giám định lô thuốc do chính mình cấp phép. Bà này cho hay đây là thông tin không chính xác. Bà Tiến cho biết việc thành lập hội đồng giám định tư pháp dựa trên cơ sở quyết định trưng cầu giám định của cơ quan điều tra đối với Bộ Y tế. Liên quan đến vụ án VN Pharma làm giả hồ sơ nhập khẩu thuốc Age Capita 500mg chữa ung thư, ngày 25 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Sài Gòn đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng, cựu chủ tịch công ty dược VN Pharma, 12 năm tù về tội buôn lậu. Liên quan đến bản tin giải trí, thưa quý vị, nghệ sĩ Jenny Moni chia sẻ về giới tính thật của mình. Nữ diễn viên kim ca sĩ xinh đẹp của làng giải trí Hollywood Jenny Moni đã chia sẻ với người hâm mộ giới tính thật của cô. Trong bài viết đăng trên tạp chí Rolling Stone, Jenny Moni tự gọi bản thân là Black Queer Woman. Moni cô mô tả cô là một người có giới tính tự do và đã từng quan hệ với cả phái nam lẫn phái nữ. Được biết trong quá khứ, người hâm mộ đã nhiều lần đặt câu hỏi xoay quanh giới tính của cô. Nữ nghệ sĩ hy vọng những bài hát của cô sẽ giúp cho một số người chấp nhận giới tính thật sự của mình. Album mới mang tựa đề Dirty Computer của Jenny Moni đã chính thức phát hành vào ngày thứ Sáu 27 tháng 4. Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc phần tin Top News cho ngày hôm nay. Duy Khang và Thi Nhung kính chúc quý vị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào. Thank you.